Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ruter chương 1. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem, xứ Juda, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Kilion, đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Juda. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelech chồng của Naomi qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab, người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Kilion cũng thác, để Naomi ở lại, không chồng, không con. Bây giờ Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho. Bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng: "Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới." Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng: "Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ." Naomi đáp: "Hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại, dù bây giờ mẹ nói, ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sinh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ." Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ruter không chịu phân rẽ người. Naomi nói cùng Ruter rằng: "Này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi." Ruter thưa rằng: "Xin chớ nại tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi." Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng: "Ấy có phải Naomi chăng?" Người đáp: "Chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi?" Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi, từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Chương 2. Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu,
về họ hàng Elimelech, tên người là Bô-ô. Ruter, người Moab, thưa cùng Naomi rằng: "Xin để cho con đi ra ngoài ruộng đặng mót giá lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót." Naomi đáp: "Hỡi con, hãy đi đi." Vậy Ruter đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô về họ hàng Elimelech. Và này Bô-ô ở Bethlehem đến, nói cùng các con gạt rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi." Chúng đáp: "Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông." Đoạn Bô-ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gạt rằng: "Người gái trẻ này là con của ai?" Người đầy tớ coi sóc các con gạt đáp rằng: "Ấy là người gái trẻ Mô-áp, ở từ xứ Mô-áp trở về cùng Naomi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gạt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút." Bô-ô nói cùng Ruter rằng: "Hỡi con gái ta, hãy nghe. Chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta. Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho." Ruter bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng: "Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đổi ông đói xem tôi vốn là một người ngoại bang?" Bô-ô đáp: "Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sinh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn." Nàng thưa rằng: "Hỡi Chúa, Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tới Chúa. Cầu Chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái Chúa." Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: "Hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm." Vậy nàng ngồi gần bên các con gặt. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. Đoạn nàng đứng dậy đặng mót. Bô-ô truyền lệnh cho các đầy tớ mình rằng: "Hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Cũng hãy rút vài vé trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng chút nào." Vậy Ruter mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một epha lúa mạch. Nàng vác đem trở vào trong thành, bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn Ruter truốt phần bữa ăn dư ra mà trao cho người. Bà gia nói: "Ngày nay con có mót ở đâu, con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã nhận tiếp con." Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói: "Người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay tên là Bô-ô." Naomi đáp cùng dâu mình rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết." Tiếp rằng: "Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại." Ruter, người Mô-áp tiếp rằng: "Người cũng có nói cùng tôi rằng: Hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt." Naomi nói cùng Ruter, dâu mình rằng: "Hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác." Vậy
nàng ở cùng các tớ gái của Bô-ô, Đặng Mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì. Nàng ở nhà của bà gia mình. Chương 3. Naomi, bà gia Ruter nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô, mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay, người phải đi sải lúa mạch nơi sân đạp lúa người. Hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dở mền dưới chân người rồi nằm xuống. Nửa đêm, Bô-ô sợ hãi, nghiêng mình qua. Kìa, thấy có một người nữ nằm tại dưới chân mình. Bô-ô hỏi: Ngươi là ai? Nàng đáp: Tôi là Ruter, kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Người nói: Hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Bây giờ điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại. Song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây. Đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm. Còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. Vậy, nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm, trước khi hai người có thể nhìn biết nhau, vì Bô-ô nói rằng, chớ cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa. Người lại nói, hãy dơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn dơ ra, người truốc cho 6 đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi. Đoạn người trở vào thành. Ruter trở về nhà bà gia mình. Người hỏi, có phải con gái ta chăng? Ruter thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình, rồi tiếp rằng, người có cho tôi 6 đấu lúa mạch này mà rằng, nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không? Naomi nói rằng, hỡi con gái ta, hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào. Vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Chương 4. Bô-ô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ, người có quyền chuộc sản nghiệp mà Bô-ô đã nói đến vừa đi qua. Bô-ô bèn nói rằng, hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bô-ô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng, các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi. Đoạn, Bô-ô nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng, Naomi ở Moab trở về, rao bán miếng đất của Elimelech anh chúng ta. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại, thì hãy làm đi, bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết. Vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại, và sau anh quyền này trở về tôi. Người đáp, tôi sẽ chuộc. Bô-ô lại nói, khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Ruter người Moab, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người.
người có quyền chuộc lại đáp rằng: Nếu vậy, tôi không chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Vả, xưa trong Israel, khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết, thì người này phải cổi dài mình mà trao cho người kia. Nơi Israel, ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng Bô-ô rằng: Anh hãy chuộc sản nghiệp đó. Rồi người cổi dài mình ra. Bây giờ Bô-ô nói cùng các trưởng lão và cả dân sự rằng: Ngày nay, các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Mạc-lôn, và cũng lấy Ruter người Moab vợ của Mạc-lôn làm vợ tôi, đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người, hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người. Ngày nay, các ông làm chứng về điều đó. Cả dân sự hiện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng: Chúng tôi làm chứng điều đó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chin và Lê-a, là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Ephrata và làm cho nổi danh ngươi trong Bethlehem. Nguyện con cháu ngươi mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này làm cho nhà ngươi giống như nhà của Pha-rết mà Tha-ma đã sinh cho Giu-đa. Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng. Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sinh một con trai. Các người đàn bà nói cùng Naomi rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại. Nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel. Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà, vì ấy là dâu bà, vẫn thương bà, đã sinh nó cho bà. Nàng quý cho bà hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ, đẻ vào lòng mình và nuôi nó. Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed mà rằng: Một đứa trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Isai, ông của David. Này là dòng dõi của Pha-rết. Pha-rết sinh Hết-rôn. Hết-rôn sinh Ram. Ram sinh Aminadab. Aminadab sinh Nahashon. Nahashon sinh Sanmôn. Sanmôn sinh Bô-ô. Bô-ô sinh Obed. Obed sinh Isai. Và Isai sinh David. Chương 8. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phun đến gần lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phun được sạch. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-pê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy.
và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà da người nằm trên giường đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Vả, khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Kế đó, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng: người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: lạy con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Vả khi ấy ở đằng xa có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng: nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. Ngài biểu các quỷ rằng: hãy đi đi. Các quỷ ra khỏi hai người đó liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giêsu. Vừa khi thấy Ngài thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình. Thi Thiên 68. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Như khói tỏa thế nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy. Như sáp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn, song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Hỡi Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng, thì đất rúng động, các tầng trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai kia cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời ơi, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa. Khi nó mệt mỏi, Chúa bổ nó lại. Hỡi Đức Chúa Trời, hội Chúa ở tại đó. Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng. Chúa truyền mạng lệnh ra, các người đàn bà báo tin thật một đoàn đông lắm. Các vua có đạo binh chạy trốn, họ chạy trốn, còn người đàn bà ở lại trong nhà chia của cướp. Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên, thì giống như cánh bồ câu bọc bạc và lông nó bọc vàng xanh. Khi đấng toàn năng tản lạc các vua tại đó,
thì xứ trở nên trắng như lúc mưa tuyết tại Sanh Môn. Núi Ba San là núi của Đức Chúa Trời. Núi Ba San có nhiều chót. Hỡi các núi có nhiều chót, sao các ngươi ngó cách ganh ghét núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài? Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời. Xe của Đức Chúa Trời số là 2 vạn, từng ngàn trên từng ngàn. Chúa ở giữa các xe ấy y như tại Sinai trong nơi thánh. Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù. Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi. Ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài, đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác. Chúa đã phán rằng, từ Ba San ta sẽ dẫn dân ta về, đem chúng nó lên khỏi biển sâu, để ngươi dầm chân mình trong huyết, và lưỡi chó ngươi cũng được phần trong kẻ thù nghịch ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng nó đã thấy cách Chúa đi, tức cách Đức Chúa Trời là vua tôi đi vào nơi thánh. Các người hát sướng đi trước, kẻ đờn nhạc theo sau, ở giữa có những con gái trẻ đánh trống cơm. Hỡi những kẻ nguyên do nơi Israel mà ra, trong các hội, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời là Chúa. Kìa, Benjamin nhỏ là kẻ cai trị chúng nó, các quan trưởng Giuđa và bọn của họ, các quan trưởng Sabulon và các quan trưởng Nephtali. Đức Chúa Trời ngươi đã ban sức lực cho ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi. Bởi cớ đền thờ của Chúa tại Jerusalem, các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa. Xin hãy mắng thú trong lau sậy, của đoàn bò đực với những bò con của các dân, là những người đem nén bạc quỳ xuống dâng cho. Xin Chúa hãy tản lạc những dân tộc ưa thích sự giặc giả. Những công hầu sẽ từ Ai Cập mà ra, Ethiopia sẽ lật đật giơ tay lên cùng Đức Chúa Trời. Hỡi các nước của đất, hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, khá hát ngợi khen Chúa, tức là đấng cởi trên các tường trời thái cổ. Kìa, Ngài phát tiếng ra là tiếng có sức lớn. Hãy tôn quyền năng cho Đức Chúa Trời, sự oai nghiêm Ngài ở trên Israel và quyền năng Ngài ở trong các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa thật đáng sợ trong nơi thánh Chúa. Chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa,
con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.